Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Comics. Anh em thấy đó, theo bạn một nhân vật thế nào sẽ được coi là mạnh mẽ? Họ là người có sức mạnh vô địch hay họ là một kẻ bất bại trong mọi cuộc chiến? Có một điều chắc chắn rằng, những nhân vật có sức mạnh có thể một mình chống lại cả một đội quân thì có lẽ không cần phải bàn cãi gì thêm. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Comics đến ngay với top 10 manhwa mạnh hùa có mê một mình chống lại được cả đội quân. Và đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Thỏ Ngọc Comics tiếp tục ra mắt những video chất lượng hơn để gửi đến cho cả nhà nhé. 10. Long mạch võ thần, thể loại hành động phiêu lưu fantasy, manh hùa võ thuật shonen. Ở lục địa Cửu Long, chiến binh được tôn trọng và huyết mạch quyết định thành tựu của cuộc sống, và mạnh nhất là huyết long. Giang Đình bị gia đình coi thường vì sở hữu dòng máu kém cỏi, hắn bất ngờ nhận được sự giúp đỡ từ tổ tiên. Nhân cơ hội này chăm chỉ luyện huyết, phát huy võ công, thề sẽ cho kẻ coi thường hắn một cái tát vào mặt. 9. Người nâng cấp, thể loại hành động phiêu lưu fantasy manhwa. Một ngày nọ, ngôi làng của thợ rèn NPC Aiden bị xóa sổ bởi hệ thống điều hành. Vào khoảnh khắc anh và em gái của anh Alice tan biến, anh đã thề với bản thân mình sẽ tự tay hủy diệt cái hệ thống này. Chính vào lúc đó, một giọng nói đã vang lên: bạn đã mở khóa quyền năng của điều hành viên. Điều hành viên level 1. Aiden tỉnh dậy với một năng lực mới, đánh dấu khởi đầu của cuộc hành trình là một điều hành viên. Rồi Aiden sẽ ra sao đây? 8. Huyền thoại Tu La Độc Long, thể loại hành động phiêu lưu fantasy, manhwa võ thuật. Một loạt các dược môn tự hào là có lịch sử lâu đời đã bị tiêu diệt toàn bộ. Giữa chốn địa ngục đầy tuyệt vọng, xác chết chất đống thành núi, máu chảy thành sông ấy, Asura cuối cùng cũng đã bừng tỉnh. Ta sẽ giết sạch tất cả chúng, không chừa một mảnh xác, tuyệt đối sẽ không dừng tay cho đến khi giết sạch bọn chúng. Jin Chagang, người còn sống duy nhất của dược môn Bạch Hoa Tuyệt Cốc. Công cuộc trả thù cô độc của một chàng trai nọ được ghi chép lại như một truyền thuyết trong lịch sử võ lâm giang hồ, sau này chính thức bắt đầu. 7. Kẻ bị ruồng bỏ, thể loại hành động drama, manhwa, võ thuật, shonen. Hầu hết những người bị ruồng bỏ đều bị tẩy chay vì họ trông khác biệt, nói chuyện khác kiểu hoặc sống một cách lập dị. Nhưng không phải tất cả mọi người đều như vậy, và không phải mọi kẻ bị ruồng bỏ trước đây đều biến thành một cỗ máy trả thù. Sau khi chứng kiến người bạn của mình gặp phải một sự cố khủng khiếp, Kang Hanyu, người từng bị ruồng bỏ, quyết định trả thù với sự trợ giúp của một khả năng mà anh ấy chưa bao giờ biết là nó tồn tại. 6. Xếp hạng bắt nạt, thể loại hành động hài hước drama manhwa. Sungbi là người bình thường, nhưng sau cái chết của em gái mình, anh ấy lấy biệt danh là Mặt Nạ Neon. Trong vai Neon Mask, anh ta trở thành một streamer tâm thần và gây chiến với tất cả băng nhóm. Không ai có thể đoán được rằng Sungbi có vẻ ngoài ngơ ngáo thực sự là Neon Mask, một anh hùng internet nổi tiếng với việc trừng trị những thanh thiếu niên bạo lực, bắt nạt trên YouTube. Xếp hạng bắt nạt cũng từ anh mà ra. Cụ thể, anh ta sẽ không ngừng nghỉ trừng phạt cho đến khi anh ta tiêu diệt được mọi tên du côn cuối cùng trên đất nước. Liệu Neon Mask có thể đánh bại tất cả với sự hỗ trợ của các vệ sĩ của mình, hay họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết? Neon Mask từng tuyên bố rằng bọn bắt nạt chúng mày đã cướp đi niềm vui, gia đình của nhiều người khác. Vậy thì tao sẽ đại diện cho họ dẫm đạp lên tất cả mọi thứ của chúng mày. 5. Độc Cô, thể loại hành động drama manhwa học đường. Một bộ truyện về vấn đề bạo lực học đường gồm có 3 phần khác nhau. Trong đó, Độc Cô là phần đầu tiên với nội dung xoay quanh cái chết của người anh sinh đôi Kang Hu, tạo ra một bi kịch cực lớn trong gia đình, dẫn đến việc người em sinh đôi Kang Hyuk, người từ cấp 2 đã bị đuổi học vì tính bạo lực của mình, quyết định giả trang anh trai để trở lại trường cấp 3 Taesan nhằm báo thù cho anh mình. 4. Chase, thể loại hành động drama fantasy lãng mạn viễn tưởng siêu nhân. Câu chuyện lấy bối cảnh ở Hàn Quốc đương đại. Khoảng 30 năm trước, những sinh vật không xác định từ đâu xuất hiện và tấn công con người.
họ đã gây ra sự hủy diệt lớn ở bất cứ nơi nào mà họ đến. Những con quái vật được gọi là Trouble và khiến thế giới rơi vào hỗn loạn. Cùng với sự xuất hiện đầu tiên của Trouble, một số người được sinh ra với khả năng siêu nhân. Những dị nhân được gọi là Trace là những người duy nhất có thể chống lại Trouble. Trace cũng bị coi là quái vật và thường bị cộng đồng xa lánh vì một số người trong số họ đã lạm dụng quyền hạn vì lợi ích riêng của họ. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính, Sa Gang-kun, một học sinh trung học được sinh ra như một Trace, người cố gắng che giấu khả năng của mình. Người còn lại là Kim Yoon-seong, người đã có được khả năng Trace của mình khi 30 tuổi. Ngay sau khi có nó, vợ và con gái của anh ta đã bị bắt đi để làm thí nghiệm. Ba, Rendezvous, thể loại phiêu lưu drama manhwa mature tâm lý viễn tưởng shonen. Ngay khi thức dậy, anh ta thấy mình đang ở trong bệnh viện, tuy nhiên xung quanh không có ai cả. Cuối cùng anh ta cũng nhớ lại lý do tại sao mình lại có mặt ở đây. Khi tôi thức dậy thì mọi thứ đã trở thành một đống đổ nát. Chiến tranh hạt nhân ư, hay bị người ngoài hành tinh xâm lược. Dù là gì đi nữa thì cũng không quan trọng. Điều tôi cần bây giờ là trả thù. Hai, bạn học của tôi là lính đánh thuê, thể loại hành động drama manhwa lãng mạn học đường. Yu Yijin, người duy nhất sống sót sau một vụ tai nạn máy bay thảm khốc khi anh còn nhỏ, sau quãng thời gian 10 năm trở thành lính đánh thuê để hoàn thành giao kèo với người đã cứu mình, cậu đã trở về với gia đình ở quê hương, một cuộc sống mới và cả sóng gió đầy mới mẻ bắt đầu. Một, Bắc Kiếm Giang Hồ, thể loại hành động phiêu lưu fantasy manhwa võ thuật shonen. Khi thế giới chìm trong bóng tối, các võ sĩ đã tập hợp lại để thành lập Bắc Thiên Môn Phái. Với sự giúp đỡ của Bắc Thiên Phái, mọi người bắt đầu tận hưởng hòa bình trở lại. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, các võ sĩ bắt đầu âm mưu chống lại Bắc Thiên Môn Phái và cuối cùng gây ra cái chết của thủ lĩnh môn phái Trần Quan Hạo, bị tiêu diệt cùng với môn phái. Khi mọi người rời khỏi giáo phái, con trai duy nhất của ông, Trần Vũ Nguyên, bị bỏ lại. Vũ Nguyên, người chưa bao giờ học võ thuật, nhưng anh tìm thấy những tuyệt kỹ do cha mình bí mật để lại và bắt đầu tiếp thu võ thuật của Bắc Thiên Phái. 3. Trên đây là top 10 manhwa manhua có mê một mình chống lại được cả đội quân mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Comics biết để mình gấp rút cho ra mắt cắt tóc tương tự nhé. Thêm một lần nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn, bye bye!